game today. Cùng là những game mang nội dung Dota 2, nhưng Auto Chess đang sốt sình sịch, còn Artifact đang ngụp lặn dưới vực sâu không đáy. Thời điểm ra mắt Artifact vào ngày 19 tháng 11 năm 2018, số lượng người chơi của tựa game cạc mang chủ đề Dota 2 này vào khoảng 60.000 người. Tuy nhiên, tính đến ngày 22 tháng 2, số người còn chơi Artifact chỉ còn chưa đến 500 người. Một con số thảm họa và vô cùng đáng xấu hổ đối với một tựa game của Valve. Điều này có nghĩa là Artifact đã mất đến 98% thị phần khách hàng. Lần đầu tiên trong lịch sử của làng game, một sản phẩm ra lò từ Valve lại chịu một kết cục thảm thương đến như vậy. Artifact là dự án game cạc được mong đợi và tốn nhiều giấy mực nhất của cộng đồng game trong năm 2018. Thậm chí nó còn được úp mở từ khi mùa giải 2017-2018 còn mới bắt đầu, những bước chạy đà đầu tiên. Cũng không quá khó hiểu khi mà đây là sản phẩm được đầu tư khá kỹ lưỡng của Valve, ông lớn nhất nhì trong làng game với những sản phẩm thành công vang dội như Half-Life, Photo, CSGO và đặc biệt là Dota 2. Nhưng hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Tính đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định Artifact đã là một dự án game thất bại hoàn toàn. Đây chính là một cú đấm thẳng vào mặt tham vọng của Valve khi mà Artifact được trông chờ xoán ngôi Hearthstone và Yu-Gi-Oh! Nguyên nhân chính của sự thất bại thê thảm này chính là việc Valve đã quá tự tin vào Artifact. Họ vội vội vàng vàng tung ra một tựa game đi ngược lại hoàn toàn với thị hiếu của người chơi. Đầu tiên phải kể đến việc hệ thống kinh tế quá mức sai lầm của Valve. Họ bắt game thủ phải bỏ ra tiền để mua game, để rồi phải tiếp tục móc hầu bao để mua thêm những cái quân bài xịn. Tiếp theo, lối chơi của Artifact quá phụ thuộc vào những yếu tố hiên xui, không cân bằng được sức mạnh của các lá bài. Ngoài ra, Artifact còn quá phức tạp và rắc rối, thậm chí tốn quá nhiều thời gian cho một ván chơi. Cứ tưởng tượng cảnh bạn ngồi choi hát tụt quần cả lượt tiếng đồng hồ nhưng lại chỉ để thua với những thứ trời ơi đất hỡi. Điều này khiến game thủ khá là ức chế, không muốn chơi thêm một ván nào nữa. Với nhiều nhược điểm như vậy, việc Artifact thất bại nó là điều được hoàn toàn được báo trước. Thất bại là vậy, bị chửi rủa là vậy, bị lên án nhiều là vậy. Nhưng tất cả những gì Valve làm cho Artifact đến nay chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Không một lần thay đổi lối chơi, không một lần giảm bớt sức ảnh hưởng của các yếu tố may mắn. Tất cả những gì Valve làm chỉ là thêm những cái khung chat sau trận đấu, hoặc là thêm mấy cái emote quiz xàm xí cho các hero. Họ cố gắng làm cho Artifact càng giống Dota 2 càng tốt để người ta chú ý đến. Nhưng họ biết đâu, Artifact đã chết không phải bởi nó không giống Dota 2, mà là do có quá nhiều nhược điểm. Hiện trên Twitch, nền tảng stream lớn nhất thế giới, chỉ còn có 4 kênh đang live Artifact, trong đó nhộn nhịp nhất là một kênh tiếng Anh chỉ với 10 người xem. Còn lại một vài kênh khác chỉ có 4 đến 2 người xem. Điều này phần nào thể hiện sự nghiệt ngã mà Artifact đang phải gánh chịu. Trong khi đó, một cái tên khác mang nội dung Dota 2 đang làm mưa làm gió trên khắp thế giới, đó là cờ nhân phẩm Auto Chess. Trước tiên, phải nhớ rằng Auto Chess chỉ là một custom map trong hàng hà vô số những custom map khác do chính người chơi tạo ra và đóng góp cho cộng đồng Dota. Bạn cũng nên biết chính Dota cũng là một custom map của trò Warcraft 3, nhưng được phát triển và phổ biến rộng rãi như ngày nay. Được phát triển bởi một nhóm game thủ người Trung Quốc, Dorondo Studio. Sẽ chả có gì đáng nói nếu Auto Chess không sở hữu một cái lượng người chơi khổng lồ, gấp hàng trăm, hàng ngàn lần con số mà Artifact đã đạt được. Hiển nhiên, Auto Chess cũng là một game mang nội dung Dota 2, cùng một thể loại mà Valve theo đuổi cho Artifact. Bản mod này hiện tại đã cán mốc 5 triệu lượt sub và có những cái thời điểm nhiều người chơi cùng một lúc lên tới 3.500 người.
tức là cứ 3 người chơi Dota thì có một người là chơi auto chat, một con số hết sức là ấn tượng. Sức hút của auto chat lớn đến nỗi mà một số người không hề chơi Dota 2, không biết chơi Dota 2 nhưng vẫn tải về chỉ để trải nghiệm bản test nhân phẩm. Không những vậy, auto chat đang là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong cộng đồng game thủ. Không ít streamer cũng lấn sân sang auto chat để có thể thu hút được cái lượng người xem cho mình. Còn những streamer Dota 2 cũng bắt đầu bằng cái việc bỏ bê công việc chính để bắt tay vào cày auto chat. Mới đây, Tencent đã tỏ ý muốn thâu tóm tựa game này làm của riêng và phát triển nó như một game độc lập. Cha đẻ của auto chat tiết lộ, ông lớn của làng game Trung Quốc đang có dự định phát triển một tựa game dựa theo phong cách auto chat nhằm phát hành trên nền tảng mobile. Thì chưa biết, nhưng có một điều chắc chắn rằng nó đang cho cái đứa con đẻ của Valve hít lo khói. Để cứu vãn đứa con tinh thần mới nhất này, Valve có rất nhiều điều để làm trước khi nghĩ đến cái chuyện lấy auto chat để bù lỗ cho Artifact. Game today.